Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây là các mẫu bơm nước công nghiệp điện áp 3 pha 380V. Máy bơm được chế tạo từ động cơ điện xuất khẩu châu Âu, có tuổi thọ tới 12 năm. Đây là loại động cơ 3 pha bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á trong 10 năm qua. Nhãn hiệu bơm nước Minh Motor đã được đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học. Sau đây là hình ảnh bơm nước 30kW, 40 ngựa, 40 HP. Đường kính ống hút vào là 90cm và đường kính ống xả là 76cm. Ampe định mức khi đấu tam giác là 55.4 ampe và lỗ sao là 31.9 ampe. Mời quý vị tới kho hàng Minh Motor tại Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Bắc Trung Nam để xem hàng chục loại bơm công nghiệp khác của chúng tôi.